sao lại mò sang đây? Ôi trời ơi, chị làm cái gì mà em gọi mấy lần chị mới nghe máy đấy? Chị biết đâu, đây này, nhìn đây này, bên này nữa đây này. Muỗi nó đốt em mà xước hết cả chân lên rồi đấy. Không gọi được thì nhắn tin. Này, chủ người ta ghét nhất là cái trò trốn việc ra đây buồn chuyện đấy. Em nghỉ việc rồi, em đếch sợ. Cái gì? Nghỉ? Sao lại nghỉ? Sao lại không nghỉ? Em nói cho chị nghe nhá, em kể cho chị biết nhá. Chị thế này chị có chịu được không nhá? Em đang lau bàn, em lau bàn. Thế xong rồi, con mụi bước vào, mụi đeo cái kính. Thế xong rồi con mụi quẹt một cái, soi từng hạt bụi một. Chị ơi, như thế này em nói thật với chị là em không chịu được đâu, em không đi làm nữa đâu chị ạ. Em đâu chịu được. Sao mà phải nói nhỏ? Hả? Đi ra. Đi đâu? Đi đâu? Ra đây nói chuyện. Chị bỏ em ra. Đâu? Sao cứ gào lên thế? Ngồi tạm chỗ đây ra. Bây giờ sao? Nói rõ ràng thế nào? Mà nói nhỏ thôi. Mà nói từ từ thôi. Không ai cướp lời cái đâu. Mà cứ gân cổ cò co cổ ngỗng lên. Xong rồi thì thất thành lạc giọng. Mà nói phải đúng nhá. Không phải cái tều cái mồm lên mà nói xấu chủ đâu. Đây không phải nói xấu người khác. Mà người ta xấu thật. Xấu thế nào? Em kể cho chị nghe như thế này chị có chịu được không nhá? Ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc. Thế này thì làm sao mà có sức để cống hiến công việc được? Người ta không cho ăn á? Có. Nhưng mà ăn cơm thừa. Cơm thừa là cơm thiêu á? Không thiêu. Cơm ngày hôm nay còn thừa, để tủ lạnh, ngày mai ăn tiếp. Chủ người ta có ăn không? Chủ người ta ăn được thì mình ăn được. Sao mà mày... Chị ơi, em tìm hiểu trên TV rồi. Người ta bảo là không được ăn cơm tủ lạnh đâu. Em á, là cứ phải cơm nóng, cơm mới em mới ăn cơ. Mà còn cái vấn đề này khó chịu hơn nhiều. 9-10 giờ mà cho em lên giường đi ngủ. Thế mày định mấy giờ ngủ? Chị, công chúa thì cứ 8 giờ là đang say giấc nồng thôi. Ôi giời. Ôi giời, với này này, tao lại cả nón, cả mũ, cả dù, cả áo mưa ở nhà mày luôn đấy. Đi làm giúp việc, đòi ăn cơm mới nấu. Rồi 8 giờ đã công chúa lên giường đi ngủ. Mày á, mày là mẹ thiên hạ, mày là mẹ của tao luôn. Đấy là chẳng qua chị không tìm hiểu luật lao động thôi. Chứ đấy là cái vấn đề quá chính đáng luôn. Chả chính đáng cái gì cả, tao thấy thế là quá đáng ấy. Này, bây giờ đi về đi. Xin lỗi chủ đàng hoàng, xong rồi làm việc cho nó tử tế vào. Ôi giời ơi, quân tử nhật ngôn. Đã nói được là phải làm được. Một chân bước đi thì còn lâu mới quay mặt ngoảnh lại làm chi. Bây giờ em lên xe về quê luôn. Về quê luôn thì lấy ai ta thay thế cho người ta bây giờ? Chị trả lại tiền môi giới cho người ta. Tao mua vàng rồi. Chị bảo cái gì cơ? Ý tao là làm sao mà tìm được người thay thế ngay cho người ta bây giờ. Chị ơi, thế bây giờ chị có mua vé xe cho em được không? Chứ còn em... Thôi được rồi. Tìm cái chỗ nào mà ngủ tạm, sáng mai mua vé về xe sớm. Nó cái con chập chèng. À, đằng ấy đang ở đâu đấy? Đây có việc gấp, cần nhờ đấy này. Này này, à, tìm cho đây một cái phòng trọ nào rẻ rẻ một tí nhá. Hâm à, đây... Tìm cho cái con bé cùng làng, nó ngủ tạm rồi sáng mai nó về quê sớm. Nhanh ý, ngay lập tức ý. Thế nhá, đây chờ đây nhá. Cười như con dở. Ngồi chờ tí. Mang cái thân công chúa lại còn xin người ta đi làm giúp việc. Lại bà. Thôi mày cứ cười cười, tao sợ lắm. Thế này.